Xin chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay em lên cái mẫu bếp Garinai nút nhấn dòng phổ thông. Đây là một cái mẫu bếp ga mà sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Hàng này là hàng qua sử dụng nhé. Đây là cái dòng bếp ga thông minh, thông minh phổ thông thôi. Bếp có chức năng tự động tắt bếp khóa ga khi mà nấu nướng để quên, tự động khóa ga khi mà ngọn lửa tắt. Đó, đây là cái ngoại hình bên ngoài của bếp. Chất liệu cái mặt bếp này là bằng tráng men chống trầy, dùng rất là bền ha. Thì kết cấu của một cái bếp này sẽ bao gồm hai bếp nấu lớn và tích hợp một cái lò nướng một tầng lửa. Cái lò nướng này chỉ có một tầng lửa thôi, mình nướng thì mình sẽ lật thức ăn, tức là mình chín một mặt thức ăn rồi thì sau đấy thì mình sẽ lật lại. Đó, bếp đánh lửa bằng IC sẽ dùng hai viên đại làm nguồn. Đây là cái hộp đựng pin này. Đó, đây là cái model của bếp nhé, Rinnai KGE61GL. Đây là cái công tắc bật bếp này. Đây, cái dòng này lửa rất là xanh đẹp. Mình có cái cần gạt tăng giảm đây này, tăng này, giảm này. Đó, để mình điều chỉnh ngọn lửa ha. Đây là cái bếp nấu lớn của bếp bên phải. Lửa lên rất là đều, đẹp. Công tắc mở thì cực kỳ nhạy. Đây là cái lò nướng nhé, em nhấc hẳn cái lò nướng này ra em test lửa cho mọi người coi. Đây, kết cấu cái lò nướng một tầng lửa đây. Đó, công tắc mở thì ở đây, nó có hình con cá đấy. Nhưng mà Nhật thì chủ yếu là họ nướng cá thôi. Đó, lửa lên đều. Nướng cái này tiện lắm nha, nướng vừa ngon vừa tiện. Ví dụ nhà mình nướng ít thì mình nướng bằng cái này rất là ok. Rồi, ở đây em sẽ test cái chức năng đầu tiên của bếp. Bếp sẽ tự động khóa ga khi mà ngọn lửa tắt. Thì mình nấu nướng mà mình để quên nồi ví dụ mình để cho thức ăn nó tràn ra, nó làm tắt bếp, hoặc là quạt nó thổi tắt bếp, gió thổi tắt bếp, thì trong trường hợp mà ngọn lửa tắt thì trong vòng 5 đến 7 giây bếp nó sẽ khóa ga tự động. Ở đây em sẽ giảm lửa của hai cái bếp nấu này, sau đấy thì sẽ tắt bếp để test chức năng cho mọi người coi nhé. Rồi, cái này em đã thổi tắt rồi. Tức là nếu như một cái bếp thông thường khi mà ngọn lửa tắt như thế này và công tắc bếp mở như thế này thì ga nó sẽ xì ra bên ngoài, nó dễ dẫn đến cháy nổ. Nhưng với bếp ga thông minh thì khi mà ngọn lửa tắt thì cái cảm biến giữ lửa nó sẽ thông báo và sau đấy nó sẽ khóa ga tự động. Đây này, em sẽ chỉ cho mọi người coi. Thì ở đây nó có hai cái tim nhỏ nhỏ ở phía dưới này. Cái bên này, cái này là đánh IC, IC đánh lửa này. Còn cái này là cái giữ lửa. Đó, tức là cái cảm biến giữ ngọn lửa đấy. Thì khi ngọn lửa tắt 5 đến 7 giây bếp sẽ khóa ga tự động. Thì ở đây em sẽ nhìn thấy cái đèn báo hiệu này, ngay cái chỗ hộp pin nó chớp chớp đỏ này, nó thông báo là đã khóa ga rồi. Mọi người thấy là cái công tắc bếp đang mở bình thường ha. Ngọn lửa tắt thì nó sẽ ga khóa ga luôn. Đây 5 bây giờ nó đã khóa ga rồi, nó thông báo rồi nhỉ. Để em châm lửa cho mọi người coi. Đó, ga đã được khóa hoàn toàn rồi này. Đó, tính năng này hoạt động rất là tốt nhá. Và đây em sẽ test cái chức năng thứ hai, chức năng tự động tắt bếp khóa ga khi mà nấu nướng để quên. Đây em sẽ dùng hai cái miếng tôn tượng trưng cho hai cái bếp nồi. Đó, tức là mình nấu nướng mà mình chẳng may mình để quên hoặc nước cạn nồi thì nó sẽ tự động tắt bếp và khóa ga. Chức năng này an toàn tuyệt đối luôn, dành cho những người hay quên, những người lớn tuổi hoặc ai bận rộn mình nấu nướng mình nhiều khi mình để quên thì nó rất là an toàn. Đó, mình khi mình đặt cái miếng này lên mình nhìn thấy là lửa rất là lớn ha. Hồi nãy mình nói không, nói lửa lớn thì mọi người có vẻ là sẽ không biết là lửa lớn hay lửa nhỏ, đó mình nhìn thấy mình không định lượng được. Nhưng khi mình đặt miếng tôn lên nó giống như hai cái đít nồi thì mình thấy là cái lửa nó xòe ra rất là lớn. Cái lửa này tụi em chỉnh là rất là chuẩn rồi, vừa tiết kiệm ga lại vừa xanh, lửa xanh không bị đen đít nồi. Thì tất nhiên lửa xanh và đỏ thì nó lại phụ thuộc vào cái chất lượng ga nữa. Ví dụ như ga nhà mình tốt thì lửa rất là đẹp, nhưng mà ga nhà mình nhiều khi mình đổi ở cái khu vực đấy ga nó nhiều tạp chất thì nó sẽ bị đỏ. Nhưng mà vấn đề đỏ vì ga thì nó không vấn đề gì hết, nó không bị đen đít nồi đâu.
Đây, cái bếp bên phải này, đủ nhiệt độ nó đã tắt rồi. Bếp bên trái cũng thế này. Bếp này hoạt động rất là tốt ha, nhạy. Trong trường hợp mà mình nấu nướng mà mình để quên nồi trên bếp thì khi tắt bếp thì nó sẽ khóa ga ngay lập tức luôn. Thì mọi người thấy là công tắc bếp đang mở này. Nhưng mà khi mà mình nấu mình để quên thì nó khóa ga ngay tại cái thời điểm mà nó tắt bếp luôn. Mình để quên là tự tắt bếp khóa ga này. Đó. Em châm như thế này để mọi người thấy là công tắc bếp đang mở. Và khi mình nấu nướng mình để quên thì nó đã khóa ga rồi. Nó tắt bếp nó khóa ga luôn. Đó, nếu như có ga thì ở đây mình châm thì nó sẽ cháy lên ngay ha. Đấy là cái tác dụng của cái việc mình đang châm lửa như thế. Thế nhiều anh chị hỏi ủa sao châm lửa để làm gì? Châm lửa để mình thử xem là ga nó có xì ra không nha. Thì cái bếp này em bán với giá 2.500.000 đồng. Thì anh chị mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại phía bên dưới. Em ship hàng toàn quốc. Anh chị coi video thì cho em xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp em nhé. Em xin cảm ơn ạ.